Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu ống đựng dành cho xì gà, một mẫu ống chuyên dụng dành cho xì gà luôn. Ống này thì có mã hàng là 030. Thì các anh có thể truy cập vào website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 030 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau cũng như là màu sắc về sản phẩm này. Cái mẫu này có mã là HB030 các anh nhé. Mã sản phẩm thì em có để ở trên góc trái màn hình. Bộ sản phẩm bao gồm một hộp đựng và một cái túi dây rút để đựng như thế này, cũng rất là tiện để cho các anh khi mà di chuyển đi ra ngoài. Cái ống này đặc biệt tiện cho các anh khi mà mình di chuyển đi ra ngoài hoặc mình đến văn phòng làm việc, đến công ty làm việc mình hay mang theo xì gà thì mình nên có những cái ống như thế này để bảo quản tốt cho những cái điếu xì gà ngon, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, môi trường bên ngoài, cũng như là không bị mất mùi, cũng như không bị khô, không bị gãy dập, không bị nước mưa. Đấy, đây là một chiếc ống đựng của hãng Kohiba, và phay xước ở trên tay em là sản phẩm Sliver màu bạc, màu nhôm xước rất là đẹp. Ngoài cái màu sắc này em còn màu sắc khác thì các anh có thể xem màu sắc ở trên website ambe.vn giúp em. Ở đây logo Kohiba và thiết kế toàn bộ trơn như thế này, rất là thanh lịch, phù hợp với các anh làm ở trên văn phòng. Ở đây thì được trang trí nhẹ một chút về cái viền, cái màu cam đặc trưng của Kohiba, và thêm hai cái viền. Ở dưới đây là đáy, cái phần đáy này thì làm ren xoáy và các anh có thể vệ sinh được rất dễ dàng thôi. Ở đây là trên này là cũng là một cái nắp ren xoáy. Ở cái ren xoáy này thì các anh có thể xoáy ra được, và cái ren như thế này thì giúp các anh có thể rất là kín hơi ở trong như thế này, và nó có thêm một cái lớp răng như thế này nữa. Ở đây thì chúng ta được kèm theo đó là một chiếc đồng hồ đo độ ẩm như thế này để giúp anh kiểm soát độ ẩm. Nếu như mà mình bị khô quá thì mình có thể bù ẩm. Với cái thời tiết rất là khó chịu như ở Việt Nam mình, lúc thì mưa, lúc thì nắng, ẩm mốc khắp mọi nơi, thế nên là cái này rất là tiện luôn cho anh kiểm soát cũng như là bảo quản. Còn nếu như mà ở dưới cái đáy ống này, thực ra ở trong clip này thì đây nó cũng sẽ hơi khó để giúp các anh quan sát, nhưng mà dưới đáy ống các anh có nhìn thấy các cái lỗ không ạ? Đây, các cái lỗ này thì các anh có thể, ở bên trong thì nó sẽ có một lớp bông, chính vì vậy các anh có thể bù ẩm thêm bằng nước tất cả sản phẩm các anh nhé. Cái này thì có sức chứa lên đến 5 điếu. À, em xin lỗi, sức chứa lên đến 3 điếu. Đây là sức chứa lên đến 3 điếu ở trong này. Khi mà mình di chuyển đi ra ngoài thì 3 điếu là phù hợp mình làm việc và về nhà. Đấy, chính vì vậy là rất là tiện luôn. Đấy, anh nào mà kích cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin. Thì các anh vui lòng gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.